mình lại chọn không làm mấy đơn là như đơn mình lại chi thuê mới sao biết hạt ba gì để chụp lôi thấy hạt ba con vịt ai hạt ba con vịt hạt đây xin chào mọi người. Theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 29 tháng 8 năm 2021 về đoạn clip ghi lại cảnh xử phạt đặc biệt với hai bé trai ra đường trong thời gian giãn cách xã hội đang gây xôn xao khắp các diễn đàn. Cụ thể, hai bé trai đạp xe ra đường khi gặp chiến sĩ công an đã có phần lo lắng. Khi được hỏi đi đâu, hai em ấp úng đáp được cha bảo đi trá, quy dù đã biết dịch bệnh không được phép ra khỏi nhà. Chú công an dọa sẽ lập biên bản. Bé trai lớn hơn khoanh tay lễ phép rối rít xin lỗi, hứa không tái phạm nữa. Thấy vậy, cậu em bé hơn cũng vội làm theo. Biết cấm ra khỏi nhà chưa, rồi giờ chú lập biên bản nhé. Không, cháu xin lỗi chú. Cháu không đi ra ngoài đường nữa. Giờ cháu không ra đường nữa, đang chỉ thị 16. Trước ánh mắt tha thiết xin được tha lỗi, cán bộ công an quyết định chỉ xử phạt bằng cách yêu cầu hát một bài. Ngập ngừng đôi chút, bé lớn nói, dạ biết hát bài ba con vịt. Thế rồi, hai em nhỏ vừa khoanh tay, vừa đứng hát giữa đường. Tuy nhiên, đăng ký hát bài, ba con vịt, nhưng có lẽ do sợ quá nên, hai đứa đi xe đạp đi ra đường mình gì, ra khỏi nhà mình gì. Còn có bé bé. Đoạn clip ngắn chỉ hơn một phút đã thu hút hơn 170.000 lượt xem, dân mạng bật cười thích thú. Bên cạnh đó, các giải thích hợp chứ? Tình hợp lý của chú công an nhận được sự hưởng ứng của dư luận. Thế nào bài hát ba con vịt lại ra con cò bé bé, trời ơi cười đau ruột. Mặt hai đứa tái mét khi nhìn công an, ông anh nhanh miệng xin lấy xin để. Cậu em thì thấy anh làm gì, nói gì bắt chước theo hết. Đây là màn bắt người vi phạm giãn cách đáng yêu nhất mà mình từng xem luôn. Chú công an có cách giải quyết hay quá, dám cá là sau lần này bố có bắt đi trả bình ắc quy nữa hai bé, cũng không dám đi đâu mà. Nghe hai cháu hát xong mà mình lúng luôn. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông. Kênh thông tin New 247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc, mọi nơi. Hãy follow pay, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video. Hạt ba con vịt, ai hạt ba con vịt. Hạt đây. Hai đứa đi bỏ đây. Dưới chủ hỏi đây. Hai đứa đi xe đạp đi ra đường mình gì, ra khỏi nhà mình gì. Trả cho ai? Ai nhụt à? Bịt cầm ra khỏi nhà chưa? Rồi. Chú lập biên bản nhá. Dư mà nắng để chuột lôi mà. Bịt hạt ba gì để chuột lôi? Thấy hạt ba con vịt ai hạt ba con vịt hạt đây đi em hỏi khi về em ra.